Rồi hello các bác Chào các bác quay trở lại với kênh Hải Long Shop kiện kiện DIY Thì uh, em mới về được một lô 2 ngàn cái motor này ha Motor này thì là motor uh, Quay chậm Để chế quay gà quay vịt Rồi uh, làm uh, đồ mấy cái đảo Đảo cà phê giang lạc giang những thứ các bác hay hỏi em để mua chế Thì cái mẫu này nó khác với cái mẫu lần trước Mẫu lần trước là nó chỉ quay một chiều thôi nhưng mẫu này á, là nó quay đảo chiều được và mẫu này á, thì nó là hàng mới 100% trăm chưa qua sử dụng ha mới một trăm chưa qua sử dụng nguyên còn nguyên bọc này em về được 2.000 con ha thì uh, bác nào mà lấy số lượng để về làm chế cháo bán cho khách ví dụ như mấy bác hay chế nó quay này mấy bác hay chế này chế kia thì thoải mái ha thì liên hệ em em sẽ để giá tốt ha còn hôm nay xem là video bán lẻ xỉ lẻ thì đều có cả ha bác nào thích lấy xỉ số lượng thì cứ liên hệ em em có 2.000 con lận bán từ giờ đến hết năm 2024 trong mới hết đó Ok ha hàng này thì hàng mới 100 nha hàng này lô ngon hơn lần trước là mới 100 và lo đảo chiều được nó còn lô trước thì nó là lô tháo máy Ok ha còn nguyên đầu nhé nguyên đầu này hàng này thì của thằng rồi hàng này của thằng GT Moto nhé GT motor, lặng một ký hai một cái còn nguyên đầu tre này này thì phải rút ra đó, đầu trục. cái này thì quay 10 vòng chưa một phút cái đầu trên này này cái đầu trên này là cái hộp số còn đầu dưới là cái motor cái này thì nó sẽ có hai vòng bi một vòng bi ở dưới và một cái vòng bi ở đầu trên này tí em tháo thử một cái ra cho các bác coi ha thì tháo bốn con đốc ngoài ra là tháo hộp số ra thì là lấy được cái motor ra thôi. À, motor này á thì à, em cũng nói luôn một số bác lần trước cứ mua hỏi em á, là cái hộp số là bánh răng bằng nhựa hay là bằng sắt thì em nói luôn nhá là hộp số là bằng thép và cái uh, cuộn dây của cái motor bên trong này á là cuộn dây đồng ha chứ không phải nhôm. đó cái vỏ của nó thì bằng hợp kim nhôm để nó tản nhiệt cho cái motor thôi cái đoạn dây này cái đoạn dây thò lò từ đây ba có ba sợi dây này là ba cái sợi dây này là dây đồng và nó mạ ly từ đây qua đây ha là nó màu 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 trắng bạc á dây đồng mạ ly khen, ha còn bên trong này các bác nhìn thấy màu đỏ không đây thấy màu đỏ đỏ kìa đó là dây đồng dây lõi đồng ha đó ok ha rồi em đấy ở đây là nói trước đây là em cam kết với các bác dây motor là motor dây quấn nói đồng hộp số là hộp số bằng thép ha rồi nếu như mà không phải nói đồng mà là lõi nhôm hoặc là cái hộp số này bằng nhựa ok em tặng các bác luôn ok chưa một cái motor này á, thì nó lặng một ký hai một cái một cái motor này nó lặng một ký hai một cái nhá rồi cái này thì nó dùng cái trục d ha đề cái này về các bác muốn chế bánh răng bánh xích vào thì các bác lấy mấy cái bánh răng nhông nhỏ của cái nhông xe máy á các bác chế vô ha à, hoặc là cái nhông cụ củ đề của cái xe máy các bác chế vô là được nha hoặc là lên mấy cái đầu nhông thì lên shopee người ta bán nhiều lắm mười mấy hai chục ngàn một cái đầu nhông á còn cái lô này nó về thì nó không có về kèm đầu nhông nha đó tụ thì em cũng phải đi đặt tụ nó chỉ về mỗi motor thôi thì em cũng phải phải phải, phải đi đặt cái tụ từ để nắp cho cái này Thì đến để đo kích thước trước đi xong rồi tháo ra báo giá rồi sẽ hướng dẫn các bác là cách test à, cách đấu đảo chiều cũng như là em có làm buổi chiều là em có làm một cái video hướng dẫn các bác cách làm cái công tác đảo chiều cho cái motor này rồi ok quay trái quay phải đều ok cả ha thì đầu tiên em đo kích thước cho các bác trước đi nhé đây đấy con này đo kích thước này à. chiều dài không tính cái trục nhé là 10 11.5 xăng ha rồi chiều dài của kích trục này thì là 3 xăng vậy là tổng chiều dài tổng chiều dài ra đến cả cái trục thì nó khoảng 15 nhé tổng chiều dài cả cái trục này đó là 15 xăng ha phần mặt bích nó có bốn con ốc này để cho các bác uh, bắt cái mặt bích nha đó thì kích thước của nó là 6 x 6 xăng 6 x 6 xăng ok ha rồi các bác để ý nha tổng cái này là 11.5 này dài cả bằng cái trục là 15 xăng này đó có cả mặt bích này có bốn con ốc bắt vít này cái trục này thì nó là trục D và nó 8 xăng nhé cái này 8 xăng và chiều dài của cái trục này là 3 xăng oh, 8 ly chứ quên mất cái cái phần phần trục này là trục 8 ly nhé trục D 8 ly đó rất dễ cho các bác chế ha Ok chưa lặng một ký hai một cái đây lấy cân cân cho các bác cân điện tử luôn nhé cho nó về không đi. Đăng lệch. OK đi nó. Đó, mm. Kí, đây. Đó. gần một ký hai đã. OK chưa? đó. rồi bây giờ là cách đấu nhá cái cái trục này là bữa em lấy cái trục của cái motor cũ em lắp vào đây cho các bác coi xong rồi tí test cho các bác nhá thì ở đây cách đấu tụ nhá thì khi mà mua hàng thì em sẽ đấu sẵn cái tụ cho các bác rồi nhưng mà về em cứ hướng dẫn các bác cho nó dễ cách đấu tụ thì rất là dễ thôi nhá cách đấu tụ thì ở đây nó sẽ có 3 dây nó có 3 dây một dây màu đen này một dây màu trắng này và một dây màu đỏ ha thì cái dây màu đen là mình không có đấu qua tụ ha, dây màu đen không đấu tụ. Chỉ đấu tụ ở cái dây màu trắng và dây màu đỏ. Thì uh, điện 220 là điện xoay chiều lên các bác đấu tụ thì các bác đấu vào đầu bên nào cũng được. Cứ một đầu dây trắng đấu với cái tụ, một đầu dây đỏ đấu với cái tụ như, như của em này. Đó. Thì khi mà cấp điện á, các bác chỉ cấp điện một dây màu đỏ, uh, một dây màu đen này, kẹp điện một dây màu đen với một đầu còn lại của cái tụ một đầu này thì bỏ thì nó sẽ quay cùng chiều hoặc ngược chiều thì thì, thì tùy vào cái chiều tụ nó kích nhé đó thì cứ cấp một đầu của cái tụ với một đầu của cái dây màu đen thì uh, cái motor nó sẽ quay muốn đảo chiều muốn đảo chiều á, thì các bác uh, sẽ rút phích rồi các bác cấp ngược lại thì chiều của cái tụ còn lại là một cái chiều của tụ còn lại với dây màu đen là nó lại quay ngược lại thì quay trái quay phải thì cứ Uh, cứ dây màu đen với một đầu của tụ. Rồi, hoặc muốn đảo chiều lại thì cứ dây dây màu đỏ với một chiều của tụ vậy là xong. Đó, thì nó sẽ quay trái và quay phải ha. Rồi giờ sẽ báo giá cho các bác nhé. Rồi uh, giá là 180 000 một cái, motor này là mới nhá. Khi mà mua hàng em sẽ đấu tụ vào cho các bác nhé Em sẽ đấu sẵn uh, cái tụ vào cho các bác. Đó sẽ cắt cắt dây đi và đấu cái tụ vào đây cho các bác à. đó thì hướng dẫn các bác là cách uh, làm cho nó đảo chiều nào thì sau em sẽ chèn cái video ở đằng sau nhé giá là 180 ngàn một cái giá cũ em đang bán là chín một cái mà motor là motor cũ còn hiện tại cái mẫu này là 180 ngàn một cái motor 100 mới trăm trăm nhé về số lượng nhiều lên giá thành nó sẽ tốt hơn 100 80k trên một chiếc ha rồi các bác mua từ hai cái trở lên thì em bao ship ha mua hai cái trở lên thì em bao ship motor thì mới chưa qua sử dụng em bao test cho các bác nhận hàng các bác kiểm tra hàng test hàng ok rồi mới thanh toán motor em bao chạy êm du không có tiếng kêu gì luôn nhá rồi đó thì ở motor khi mà motor giao cho các bác thì nó sẽ có motor này với uh, thêm một cái tủ em đấu sẵn như này ha còn là nó không có đầu nhông đâu nhá lâu lần này nó về nó không có kèm đầu nhông nhau ha đầu nhông thì các bác phải đi uh, đi, đi uh, chế nhá ok Bây giờ để tháo thử ra một cái cho các bác coi thì tháo cái này thì rất là dễ ở đây là cái hộp số ở đây là cái motor thì tháo ở cái hộp số ra trước này nó có bốn con ốc này mình cứ tháo nó ra thôi Để bác nào mà uh, lấy số lượng nhiều lấy theo lô hoặc là lấy theo cái 5 cái, 10 cái, 20 cái hoặc lấy theo lô uh, vài trăm ký thì cứ liên hệ em sẽ có giá tốt hơn cho các bác ha. À quên nói luôn, bác nào mà không lấy tụ nhá, chỉ lấy motor không, nhà nhà có tụ rồi nhá, cái này nó chỉ cần chạy cái tụ một uf đến 1.5 uf là ok ha. Nhà có tụ rồi thì lấy motor không thôi á thì chỉ cần uh, thì sẽ giảm đi 10.000 ha Cái tụ lấy mô tô không Không cần tụ á Thì giá là 170.000 Còn mà lấy cả cái tụ á Thì giá là 180 ha Mua từ 2 cái trở lên thì bao ship ha <laughs> Để tháo ra Em tháo cái này quen thì mới tháo ra được á Còn tí vào bên trong phải lấy cái gõ nó mới ra Cái này là chống được cả nước nhá khi mà các bác nắp ở ngoài trời thì các bác cái phần dây điện này. Các bác phần dây điện các bác cho nó 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 nó, nó chúi xuống như này. Đó thì sẽ con nước mưa nó có hắt vào đây thì nó cũng không 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 có chảy vào trong này ha. Loại này thì nó đảo chiều được, ngon hơn cả cái lô lần trước. Lô lần trước thì bán hết rồi. Lô này là đặt từ hôm trong năm bây giờ công nó mới về đó. đó gõ là nó ra ha. Ok, trong này nằm hộp số, cái này là hộp số này. Còn đây là cái motor ở đây này, tất cả là hợp kim nhôm hết nhé, vỏ bằng nhôm. Đó, còn cái bánh răng bên trong thì nó bằng thép ha. Tháo mấy con ốc này là ra thế hộp số ở trong á. Toàn bánh răng trong á. Để lấy cái rẻ lau qua cái này đi thì mới đặt ra. tháo thử một cái đây, cho các bác coi đó thi sinh hy sinh một cái này cái này phải biết tháo thì mới tháo ra được đây cho các bác coi nha đây quay qua cho các bác coi tháo mô ra này cái này là cái hộp số này trong là cái bánh răng bằng thép nha vỏ thì bằng nhôm bánh răng bằng thép, trục thép nhé Khung vỏ bằng nhôm nhé Tháo bánh này ra là bên trong một tầm bánh răng đấy Tháo ra là nó rớt ra đấy. Trong nó có bánh răng, nó so các thứ Rồi tiếp theo là cái động cơ của nó nhé đấy, Dây thì dây đồng này Cái này thì nó có hai vòng bi nhé Chạy êm lắm Vòng bi 608ZZ Đó. Một cái đây nhé Thêm một cái trục trên Ok hàng xịn nó khác lên, đó. ở đây thì nó có một cái phớt này, nắp che có phớt, cái nắp vào thì nó như này, vòng bi nó ăn vào trong đó. Nếu giảm tháo ra rồi là nắp vào cũng được, nắp vào nó bị kênh OK, Rồi rồi uh, Hôm nay em uh, hướng dẫn các bác uh, làm một cái uh, cầu dao đảo chiều cho cái motor này ha cho nó tiện nhé ok nói chung là cũng đơn giản đó chứ không có gì các bác để ý em uh, em 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 chỉ nhé đầu tiên các bác chuẩn bị cho em hai cái con cb uh, cóc cóc thường nó được rồi nó chỉ cần có cái chức năng uh, tắt mở là được ha Rồi thì cái cái motor này thì nó có thể đảo chiều được thì uh, đây nó sẽ có 3 dây ha cái dây nó sẽ có dây màu đỏ này dây màu trắng này và dây màu đen ha thì cái dây màu đỏ là một dây các bác đấu vào cái tụ ha dây màu trắng thì cũng một dây các bác đấu vào cái tụ ha đó như video này. còn cái dây màu đen thì các bác không có đấu qua tụ ha rồi thì ở đây em đã bấm cốt ở chung vào đây rồi nên là vừa nó vừa vào qua cái tụ và nó vào cái motor luôn cái dây màu đỏ này cũng vậy em bấm cốt chung ở trên đây rồi đó thì nó cũng sẽ vào qua tụ và vào cái dây đỏ luôn ha đó thì các bác nhìn cứ lắp giống như của em này nè đó thì ở cái đầu trên này ha đầu trên này là dây cấp nguồn vào ha thì các bác cấp nguồn vào cái CB đầu số 1 cái này gọi là CB số 1 này cái này gọi là CB số 2 thì cái dây CB số 1 các bác Uh, lối một cái dây lối tiếp thêm một cái dây sang cái CV số 2 ha đó lối tiếp sang sang một cái CV số 2 Ok chưa dây màu trắng là lối tiếp sang bên này dây màu đen lối tiếp sang bên này nhé đó rồi ở phần đầu ra này ha đầu ra thì cái một cái dây của cái tụ là cái dây màu trắng ta bắt đầu vào một bên của một cái CV số 1 cái dây màu đỏ và một cái tụ này như này này thì các bác đấu vào cái CB số 2 thì cũng đấu vào một bên ha cái dây màu đen là cái dây không đấu tụ thì các bác cũng đấu vào hai cái chân còn lại của hai cái CB thì đấu nối tiếp qua đó, như này, này đó ok ha rồi bây giờ về cách hoạt động thì khi mà các bác cấp nguồn vào ha đây em cắm nguồn rồi nhưng mà chưa on lên ha nói cho các bác. Thì khi mà các bác on cái CB số 1 này lên thì nó sẽ quay quay một chiều ha. Nên. Nó sẽ quay một chiều. Đó cái này nó đang quay ngược chiều kim đồng hồ ha. 10 vòng trên một phút đấy, nó đang quay ngược chiều kim đồng hồ. Rồi các bác off cái CB này xuống. Nếu mà các bác muốn uh, quay uh, ngược chiều còn lại thì bác off CB này xuống và các bác on cái CB này lên đó thì nó lại quay ngược chiều lại đó thì rất là tiện thì uh, làm kiểu như vậy á để cho các bác chế quay gà quay vịt cũng như là cuốn uh, uh, Ra vào Ra bạt và vào bạt chế cho mấy cái cuốn uh, bạt hoặc là mấy bác mà hay hỏi em là chế cái uh, cái 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 đảo uh, thì hôm bữa có mấy bác hỏi là chế cái đảo uh, Giang lạc, giang cà phê hay các thứ ấy, Thì cái mẫu này thì sẽ làm đảo chiều lại được Ok ha Còn cái mẫu cũ trước ấy, là cái mẫu 4 giây ấy, Thì đấu đảo chiều không có được Rồi ok ha Đó đơn giản thôi Thì các bác cứ để ý Đó. Nó đơn giản thôi Rồi ha